Xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì. Xin được mời quý vị các bạn đến với chủ đề sử dụng thảo dược để giảm triệu chứng, kích thước và nguy cơ phẫu thuật cho người bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Thưa quý vị, có thể nói rằng bệnh phì đại tiền liệt tuyến là một cái mối lo rất lớn của những nam giới tuổi trung niên và cao niên. Triệu chứng điển hình của bệnh này đó là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu không hết. Và những cái triệu chứng này làm cho người bệnh cảm thấy rất là khổ sở, lo lắng, hoang mang. Và người ta cũng không biết là rồi sẽ phải làm những cái gì để có thể điều trị dứt điểm bệnh này. Thậm chí nếu như bệnh này mà chúng ta không có được cái phương pháp điều trị đúng thì có thể dẫn tới là sẽ phải phẫu thuật. Thì đấy là điều mà không ai mong đợi. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các khách mời chương trình để chúng ta có thể có những phương pháp tốt nhất như là thảo dược chẳng hạn mà chúng ta có thể giảm được những cái triệu chứng, những cái kích thước hoặc là cái nguy cơ phẫu thuật cho người bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú, chuyên gia y tế Hoàng Đình Lân, người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Vâng, xin chào Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, và đến với chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một khách mời nữa, đó là chú Bùi Văn Bình đến từ Hà Nội. Vâng, xin chào MC Thảo Vân, chào chuyên gia và xin chào các quý vị khán giả. Địa danh dừng chân lần này của chương trình là mảnh đất tổ Phú Thọ để gặp gỡ chú Nguyễn Viết Thắng, chú tại xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê. Ở cái tuổi 65, độ tuổi mà người ta nghĩ nhiều đến chuyện nghỉ ngơi, thì chú Thắng vẫn cần mẫn với công việc không tên của một người nông dân chăm chỉ. Bề ngoài là thế, nhưng ít ai biết rằng nhiều năm nay, sức khỏe của chú đã lên tiếng sau những năm làm việc không biết mệt mỏi. Những năm đấy chú còn làm công tác ở xã, hay làm bí thư xã, thời gian bây giờ nó có cái lịch khám sức khỏe cho cán bộ mà. Thì sau khi khám thì nó phát hiện, thì nó bảo là nó có cái phì đại tiền liệt, nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái này nó nhỏ thì chú về chú uống thuốc nam, thì kích thước nó lên 32, 35, sau đó cái nặng nhất lên thành 47. Thế cái hiện tượng triệu chứng của nó thì đêm thì nó cũng đi giải nhiều. Đấy, đầu tiên nó đau, nó không đau lắm, nhưng mà nó đi giải đêm mất việc, đi giải 3-4 lần. Ra chỉ đi được tí thôi, đấy, nước tiểu nó không mạnh. Nói chung trong sinh hoạt thì nó cũng phức tạp lắm, đi xa đi thôi hoặc là để chơi bời xuống Hà Nội con cháu chứ đi nó cũng ngại. Bây giờ mình thế cứ tí lại phải đi tiểu một lần nữa thì nó ngại, nhất là qua đêm. Thì sau khi dính cái phì đại này thì chú rượu bia chú cũng hạn chế. Chú uống vào là nó đi tiểu thậm chí nó còn nhiều hơn. May mắn thay, chú Thắng nhờ biết tới giải pháp thảo dược mà bệnh phì đại tiền liệt tuyến đã được kiểm soát rất tốt. Tuổi già của chú lại trở về với sự vui vẻ, mạnh khỏe như xưa. Đấy, nhờ sử dụng giải pháp thảo dược có thành phần quả cò lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi, tầm ma, lioben, uvaoxi. Thì sau một vài tháng về thì kiểm tra lại thì bây giờ kích thước nó còn có 26 thôi. Nó giảm làm chúng mừng rồi. Hai nữa là cái tiểu đêm chỉ có một lần thôi thì nó cũng đỡ, ngủ nó ngon hơn. Bây giờ là dòng tiểu to rồi, thoải mái rồi. Không tiểu buốt, không rắt, mà không gì cả, đi một lèo cái xong. Nói chung bây giờ thì sau khi mà nó ở trạng thái bình thường, trong cái khung cho phép, kích thước nó 26 thì bây giờ chứ ăn uống bây giờ không phải kêu khen gì nữa, thậm chí đi đám cưới bây giờ đi ngồi uống thì cũng vẫn uống. Thế nhưng mà uống không nhiều, nhưng mà cũng uống nhưng mà nó không có gì, nó không ảnh hưởng gì cả. Bây giờ mà đi đâu thì thoải mái rồi, nó chả sao cả. Thậm chí ngồi trên xe đến 4-5 tiếng đi thì không vấn đề gì cả. Nhiều đi từ đây về Hà Nội vân vân, chẳng hạn đi xa nữa thì không thoải mái, không vấn đề gì cả. Dạ vâng, thưa chuyên gia, những cái triệu chứng như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu không hết là những cái đặc trưng của bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Thưa chuyên gia, có phải cái mức độ nặng của các triệu chứng này nó phụ thuộc vào cái kích thước của tuyến tiền liệt phải không ạ? Xin chào Thảo Vân và các quý khán giả. Phải nói đây là một câu hỏi mà Thảo Vân hỏi nó rất đúng, rất trúng với các cái câu hỏi mà các bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt khi đến thăm khám chúng tôi. Bởi vì làm sao? Đúng như là theo cái mà Thảo Vân hỏi thì cái tỷ lệ của cái
tuyến tiền liệt nó to lên, nó theo tỷ lệ thuận với các cái triệu chứng. Tuy vậy nhưng cũng có những trường hợp mà tuyến tiền liệt nó lại to lên nhưng lại không có cái triệu chứng rầm rộ bởi nó tản ra ngoài. Tuyến tiền liệt là tuyến chỉ có ở nam giới, bình thường đó là nặng khoảng 20 đến 25 gram. Đặc biệt cái vị trí của tuyến nó nằm ôm lấy cổ bàng quang và niệu đạo ở sau xương mu và trước trực tràng. Chính cái vị trí đắc đạo này khi mà tuyến tiền liệt bị tăng sinh do tổ chức xơ và sợi nó chèn ép vào gây ra các triệu chứng rầm rộ điển hình của bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là gì? Là cái hội chứng tắc nghẽn, bệnh nhân khó đi, phải gắng sức mới đi được, thậm chí tia tiểu yếu hoặc hai tia, và làm sao nữa, tia sau đó là tiểu rắt, tiểu buốt hoặc là thậm chí tiểu không hết, và luôn luôn có cái triệu chứng là muốn đi tiểu, hay gọi là cái hội chứng kích thích. Nếu không được điều trị đúng chúng ý, thì bệnh nhân còn có những cái biểu hiện là biến chứng như là một là sỏi niệu quản này, sỏi bàng quang, thậm chí bí tiểu hoàn toàn, dễ dẫn đến vào suy thận. Dạ vâng, nghe chuyên gia phân tích chúng ta hiểu hơn là phì đại tiền liệt tuyến mặc dù là bệnh lành tính nhưng rõ ràng nếu như chúng ta không điều trị hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến những cái diễn tiến rất là khó lường và cả những cái biến chứng không hề mong muốn, đúng không ạ? Có lẽ đấy là lý do mà rất nhiều khán giả quan tâm tới cái chủ đề này, gọi điện tới chương trình để có thêm những cái thông tin. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng kết nối với MC hiện trường của chúng tôi đang ở nhà, một bệnh nhân cũng đã từng có những chia sẻ với chương trình. Mời bộ phận kỹ thuật ạ. Xin chào chuyên gia, xin chào MC Thảo Vân. Hiện tại tôi đang có mặt tại quận Hoàn Kiếm, nhà của chú Hải, là vị khán giả thời gian vừa qua đã gọi điện về chương trình để xin được tư vấn. Ngay bây giờ, hãy cùng tôi di chuyển lên thăm nhà chú Hải để cùng lắng nghe những chia sẻ của chú về tình trạng bệnh của mình nhé. Xin chào chuyên gia, tôi là Đức Hải, 60 tuổi. Tôi phát hiện ra mình bị phì đại tiền liệt tuyến cách đây 4 năm. Lúc đầu thì kích thước tôi có 30 gram, tiểu đêm tôi ngày 2-3 lần. Tôi được bác sĩ kê thuốc Tây dùng thì tiểu đêm có giảm, nhưng tôi bị tái phát cái bệnh đau dạ dày nên tôi ngưng. Về sau bệnh của tôi càng ngày càng nặng hơn, kích thước thì tăng lên 35 đến 37 gram, mới gần đây nhất là 46 gram. Tôi muốn đi phẫu thuật để bệnh tôi nhanh chóng được cải thiện. Xin hỏi chuyên gia, liệu tôi đi phẫu thuật có ảnh hưởng gì không ạ? Ở đây tôi cũng xin chia sẻ với riêng quý khán giả và các quý khán giả đang theo dõi làm sao. Chỉ định phẫu thuật tuyến tiền liệt là có chỉ định của các bác sĩ phẫu thuật. Một là nó phải có đúng tiêu chí là đã điều trị nội khoa nhưng không đạt kết quả khả quan. Hai là tuyến tiền liệt thường cao to khoảng 60 gram. Và thứ ba là lượng nước tiểu tồn dư khoảng trên 100 ml. Và đặc biệt cái chỉ số IPSS, tức là chỉ số rối loạn nước tiểu, là phải 20 điểm trở lên. Chỉ định phẫu thuật đấy, một số cứ nghĩ rằng sau khi phẫu thuật xong thì là khỏi, nhưng không phải, đấy vẫn là gọi là chữa ngọn thôi chứ không phải chữa gốc. Và đặc biệt có biến chứng, ví dụ như là có thể nhiễm trùng này, chảy máu này, là nó giảm ham muốn tình dục, giảm cái khả năng cương dương và sơ cứng cái cổ bàng quang. Còn trường hợp như là bệnh nhân hỏi trao đổi đấy, thì theo tôi là bệnh nhân lên điều trị nội khoa, bởi vì bản chất gốc rễ của phì đại tuyến tiền liệt do cái men 5-alpha reductase nó chuyển đổi testosterone thành dihydro testosterone, mà cái thủ phạm chính là dihydro testosterone tạo thành phì đại tuyến tiền liệt. Tôi cũng xin trao đổi với các quý khán giả theo dõi, và đặc biệt làm sao ở Mỹ người ta đang nghiên cứu thấy có 8 cái giải pháp hỗ trợ điều trị cho các cái bệnh lý mãn tính nói chung. Cụ thể người ta thấy rằng bổ sung cái lợi khuẩn, vi khuẩn là có tác dụng nào, nó tiết ra hàng nghìn enzyme để tiêu hóa thức ăn, tăng sức đề kháng của cơ thể. Cái thứ hai nữa người ta thấy sao, những trường hợp bị u tuyến tiền liệt thì thường là cái vitamin D nó bị suy giảm. Bởi vậy tắm nắng mỗi một ngày tắm được 30 phút nó tăng cường vitamin D. Ngoài ra người ta thấy những trường hợp là bệnh nhân stress là một, hoặc mất ngủ là hai, cũng làm cho cái sức khỏe rồi sức đề kháng nó suy giảm. Đặc biệt là chọn lọc các cái thức ăn, ví dụ như là rau xanh chất xơ hoặc các hoa quả giàu vitamin, có thể tăng cường những cái cá chẳng hạn. Cái điều thứ ba nữa là thể dục thể thao, tùy theo cái mức độ phù hợp từng người. Đặc biệt nữa người ta thấy rằng ở những cái môi trường khói bụi ô nhiễm chẳng hạn cũng ảnh hưởng đến phì đại tuyến tiền liệt. Chúng ta thấy nếu thực phẩm chúng ta dùng không đảm bảo, bị tẩm ướp này hoặc để lâu này, thì cũng gây ảnh hưởng đến phì đại tuyến tiền liệt. Và ngày nay hiện nay là các nhà khoa học y học hiện đại cũng như y học cổ truyền đều thấy rằng làm sao sử dụng một số các cái thảo dược của các đất nước, của từng dân tộc, từng vùng miền, từng đất nước đem lại một kết quả khả quan hỗ trợ cho điều trị bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt.
tiền liệt, đánh đúng, đánh trúng nguyên nhân, ví dụ giảm được cái kích thước của tuyến tiền liệt và đồng thời giảm được cả các triệu chứng tiểu gắng sức, tiểu khó, tiểu dắt và tiểu không hết. Dạ vâng, vậy thì những cái loại thảo dược này là gì ạ? Thứ nhất là người ta thấy nói đến ở thế giới cũng như Việt Nam này hiện nay đều biết đến một trong những cái thảo dược nó có tác dụng làm sao giảm kích thước được tuyến tiền liệt, an toàn, lành tính, hiệu quả, đó là cái hoạt chất của cây cọ lùn. Hoạt chất của cây cọ lùn đó là cytosterol. Người ta đã nghiên cứu ngay ở Mỹ, sau một thời gian 3 tháng thì người ta thấy rằng cái kích thước của tuyến tiền liệt giảm đến 50%, còn cái nhóm trứng là gần như là còn bị tăng lên 10%. Và ngoài ra người ta thấy tinh dầu của hạt bí đỏ cũng có tác dụng giảm được kích thước của tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các triệu chứng. Đặc biệt vỏ cây anh đào châu Phi ở Pháp và các nước châu Âu người ta cũng sử dụng cho vấn đề những bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt đều đem lại kết quả khả quan. Đó là cái nhóm giảm kích thước, chữa đúng, chữa trúng nguyên nhân của bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Ngoài ra người ta còn phối ngũ với cái nhóm giảm được các triệu chứng tiểu gắng sức, tiểu khó, tiểu nhiều lần, thì người ta phối ngũ với lại tầm ma, uva oxy, cranberry và bồ công anh, bồ chu để nó tăng cường chống cái bám dính của vi khuẩn ở cái niêm mạc bàng quang và niệu đạo. Và đặc biệt ở tầm ma, người ta đã nghiên cứu 620 bệnh nhân ở đại khoa y tiết niệu của đại học Tehran, thì người ta thấy rằng làm sao đã đem lại kết quả khả quan, giảm được cái chỉ số rối loạn tiểu tiện từ 19,8 cho xuống chỉ còn có 11,8 thôi. Người ta còn có phối ngũ với lại lycopene là của tinh chất cà chua, nó có tác dụng chống oxy hóa tốt, và đặc biệt là gì, nó còn tác dụng chống được các tế bào ung thư hoặc là tiền ung thư của phì đại tuyến tiền liệt. Ngoài ra người ta còn phối ngũ với một số là các cái yếu tố vi lượng kẽm, selen, đồng và vitamin E và vitamin B6 đem lại một kết quả khả quan, giúp cho làm sao tăng cường sức khỏe của sinh dục nói chung của nam giới và tuyến tiền liệt nói riêng, và đặc biệt được bào chế với công nghệ cao, công nghệ micro fudizer hay gọi là siêu nano, loại bỏ tạp chất, giữ tinh chất, tăng khả dụng, tăng hấp thu của các thảo dược và các yếu tố vi lượng đã cho một kết quả khả quan, được sản xuất ở nhà máy đạt chuẩn GMP và được FDA và Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Chị của em đây rồi. Chị với ông xã nhà chị có câu chuyện gì không? Có chuyện gì không á? Em có thấy gầy không? Gầy rộc đi luôn đi. Anh cậu ấy biết bị làm sao không? Bị làm sao? Không phải là có chuyện gì với chị cả, mà là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe á? Vâng, bị phì đại tiền liệt tuyến, đi tiểu tiện nhiều lắm ấy cơ. Một đêm nhá, dạ, anh cậu phải đi đến 4-5 lần ấy. Ôi, thế thì làm sao mà giấc ngủ ngon lành được đúng không? À mà này, nó nhanh nhanh nó lên, có phương pháp gì không giúp anh chị đi. Chị đang kho đồi cá ở nhà ấy kìa. Ôi giời ơi, riêng giải pháp này ấy, em nói nhanh hơn cả cái nồi cá kho đang kho ở nhà luôn. Thật không? Bố vợ của em ấy, này, cái bệnh này ấy nhá, ông ấy dùng cái giải pháp đến từ thiên nhiên, từ chiết xuất từ quả cọ lùn này, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi, cái gì nữa nhỉ, bồ công anh này, tầm ma này, uva oxy này, à đúng rồi, bu chu nữa này, à còn một cái rất là hay nữa là cranberry ấy, lycopene này, kẽm này, vitamin B6 này và vitamin E ấy, chị thấy không? Chị không biết thì thôi nhá, em kể cho chị nhá. Khi bố em dùng những cái liệu trình đầu tiên nhá, thấy á, giảm hẳn tiểu đêm luôn. Đấy, mà tiểu nhiều tiểu khó cũng đỡ hẳn. Mà quan trọng nhất ý là kích thước của cái tiền liệt tuyến ý, nó giảm đáng kể luôn. Ôi dồi ôi, thế mà chị lại không biết nhở. Biết thế chị điện cho cậu luôn. Boniman là sự kết hợp của các thảo dược như quả cọ lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi cùng các vitamin, nguyên tố vi lượng. Boniman giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt, giảm nhanh triệu chứng phì đại tiền liệt tuyến như tiểu đêm, tiểu khó, tiểu gión. Boniman được sản xuất bởi công ty Viva Pharmaceutical đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boniman, sản phẩm của Canada. Hotline miễn cước 1800 1044. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế. Chữa.
Cảm ơn chú Bình ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình ạ. Chú có thể chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả không ạ? Thời kỳ mà tôi trên 50 tuổi thì tôi đã có cảm giác là bị mắc bệnh, thế nhưng mà cũng lười đi khám. Thì đến khi mà đến thời kỳ về hưu thì cái triệu chứng mà cái bệnh phì đại tiểu đường tiến thì nó rõ ràng lên rất là nhiều. Tôi thấy rằng là đi tiểu nhiều mà đi lắt nhắt, nhưng mà đi thì cái dòng nước tiểu thì nó nhỏ. Mà trước khi đi thì là dặn một lúc thì mới ra được. Và nhất là về ban đêm còn tăng cái tuần suất lên đến 4-5 lần, rất là khó chịu. Thế có đi đến viện để khám kiểm tra, thì lúc này thì bác sĩ kết luận qua xét nghiệm thì cái bệnh cái tiểu liệt tuyến của tôi là từ 42 gram. Thế sau đó một thời gian rất ngắn thì đã lên tới 53 gram. Và lúc này thì cái bác sĩ đã nói với tôi là nguy cơ của bác là phải mổ. Mà tôi thì nói tâm trí của tôi nói thật là tôi rất sợ mổ, đụng vào dao kéo. Mà không mổ thì lại phải sống chung với lại cái gọi là, nói nôm na là sống chung với lũ đấy. Và nói thật về cái bệnh tật này ấy, cho nên rằng là tôi nói thật với các quý vị, với chuyên gia là tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà cả. Bởi vì nếu mà bất đắc dĩ đi đâu là cứ phải nhăm hỏi xem là nhà vệ sinh chỗ nào. Nhưng mà hôm nay cháu thấy là khi đến trường quay thì chú đã có một cái thần sắc nó rất là tươi tỉnh, khỏe khoắn đấy ạ. Cháu nghĩ là cái tình hình bệnh của mình có lẽ đã được giải quyết rồi đúng không chú? Một lần tôi thấy và tìm hiểu ở trên mạng ấy, thì thấy cái giải pháp có chứa là quả cọ lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi và bồ công anh, tầm ma, lycopene, kẽm, vitamin B6 và vitamin E. Thì sau một thời gian thì tôi thấy rằng cái hiệu quả về cái sức khỏe của tôi được cải thiện rất là nhiều. Đi tiểu giảm và không đi cái kiểu như là mình phải dặn nữa mà đi thông thoáng. Ban ngày thì phải đến 2, thậm chí lúc 3 tiếng tôi mới phải đi. Thế mà ban đêm ấy thì tôi chỉ còn đi giải có độ 1 đến 2 lần. Và có những hôm phấn khích thì tôi cảm thấy sức khỏe tăng, thì có hôm tôi ngủ một mạch cho đến sáng, không đi nữa. Rất phấn khởi, và từ cái dạo đó thì tôi thấy ăn được, ngủ được. Và cái chuyện mà mối lo mà mình phải đi tiểu bí rồi đi đâu cứ phải tìm nhà vệ sinh thì không còn ở trong đầu tôi nữa. Và tôi cảm thấy rằng lúc này là tôi đi giao du với bạn bè, đi họp, đi hành hội đồng hương này khác, nhập ngũ này khác, mà tôi rất tự tin, không phải lo về cái chuyện mà mình bị thế. Và sau đó thì tôi có đi cẩn thận đi kiểm tra lại bệnh viện, thì cái chỉ số kích thước tiền liệt tuyến của tôi chỉ còn có 25 gram. Vui vẻ và nhiệt tình là những gì mà mọi người vẫn thường thấy ở chú Nguyễn Viết Vọng, sống tại phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thế nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạc quan đó của chú lại là sự trầm tư với nhiều nỗi niềm khó nói, nỗi niềm về sức khỏe, về căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Nỗi lo phẫu thuật cứ mãi đeo bám tâm trí chú. Cuối năm 2017, tôi bắt đầu thấy đi tiểu đêm nhiều. Ngày trước tiểu đêm chỉ có một lần thôi, nhưng có hôm đi tới lần thứ hai, lần thứ ba và có hôm 4 lần. Và đi tiểu thấy rất khó. Rồi càng về sau ấy thì càng thấy khó khăn hơn. Mà dòng tiểu bé quá, nhỏ, không như trước. Mà tình trạng như thế thì nên tôi mới đi kiểm tra bác sĩ. Thì bác sĩ siêu âm mới bảo tôi là bị phì đại tiến tuyến liệt và to tới 45 gram. Ban đầu dùng thuốc thì tôi thấy là cái bệnh nó đã cải thiện, tôi cũng đã mừng. Thế nhưng hết thuốc là cái triệu chứng lại tái phát. Cứ mỗi lần mà khi tôi uống thì cái cổ nó nóng lắm, mà người rất là khó chịu. Cho nên là tôi quyết định dừng thuốc. Không biết có phải vì thế hay không ấy, cứ mỗi thời gian sau ấy là tôi đi kiểm tra lại, thì tôi thấy rằng là cái bệnh của tôi nó vẫn cứ tiến triển. Đêm không ngủ được, phần vì đi tiểu nhiều, phần vì lo phẫu thuật. Nghe nhiều người mách, tôi mới tìm đến mọi các cái biện pháp. Ai bảo gì tôi cũng dùng đấy, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ. Sau biết bao cố gắng, cuối cùng mong ước đó của chú đã trở thành hiện thực khi chú Vọng tình cờ biết tới giải pháp từ thảo dược giúp chú cải thiện bệnh, đồng thời cũng giúp chú gỡ bỏ được gánh nặng tâm lý đã đeo bám chú suốt thời gian qua. Tôi sử dụng giải pháp thảo dược có chứa quả cọ lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ anh đào châu Phi, bồ công anh, lá bu chu, rễ cây tầm ma và các vi chất như là vitamin E. Lúc mới dùng tôi thấy người khỏe hơn, đi tiểu dễ dàng, thông thoáng hơn.
Dần dần ấy, số tiểu đêm của tôi rút xuống và đến giờ thì tôi chỉ phải dậy có một lần một đêm thôi. Mà tiểu nó thông thoáng lắm. Sau khi sử dụng đủ liệu trình, tôi đi đo kích thước tiền đình tuyến của tôi chỉ còn có 33 gram thôi. Ban đầu nhận thấy kết quả tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cái bệnh của tôi đã được cải thiện, không phải phẫu thuật nữa. Còn lo nhớ là siêu âm nhầm thì sao đây. Vậy nên tôi quyết định đi siêu âm lại một lần nữa để xem sao thì kết quả là 31 gram. Nếu như quý vị và các bạn muốn được hỏi thêm những thông tin cụ thể hơn, sâu hơn, hãy gọi điện tới đường dây nóng của chương trình, số hotline chúng tôi luôn hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phì đại tuyến tiền liệt gây tiểu đêm, tiểu giáp, tiểu khó, tiểu nhiều lần. Bonimen giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt, giảm nhanh tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu giáp, tiểu không hết, tiểu nhiều lần. Tiểu đêm, tiểu giáp, tiểu nhiều, Bonimen uống đủ liều khỏe ngay. Bạn bị căng thẳng, lo âu, stress, bạn bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc khiến bạn mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ, tăng nguy cơ đột quỵ. Bonisleep giúp giảm căng thẳng thần kinh, lo âu, stress, giúp an thần, dễ ngủ, ngủ ngon giấc. Bonisleep, sản phẩm của Mỹ.